Rồi, hello anh em đã quay lại với kênh. Giờ hiện tại mình đang ở An Long, Đồng Tháp nha. Giờ tới đây cái định gì cũng An Long chứ. Giờ dọc qua nhà anh Thanh liền nha. Cái gì chứ? Cái này cái gì luôn? Ở dưới giữa nó có cây gì mọc lên nữa? Cái nào cái bún gì? Cái này nè. Cái bự cái bún à? Ờ, cái bún. Lâu lắm rồi. Rồi, nó bự. Quá trời bự. Cái bù đề mọc ở trong cái bún luôn. Ờ, quá dữ. Đâu rồi mà. Alo. Cô hỏi ai vậy? Chắc dớt anh quá. Ấy, giao đâu? Lại đây. Ủa gì ạ? Cô nó chơi không? Chết cha. Quên luôn rồi. Ê, ê, quay vậy, quay vậy. Quay vậy. Quay cái gì vậy? Anh em biết nhân vật này không? Không có quen à. Không có quen luôn. Mới vô đụng vô mặt chiếc tàu cá rồi đó. Quay đâu vậy? Để quay, để. Đi đây. Đi. Chém này quá. Thôi, trả lại, má đội chém. Mới vô rồi, nhìn chiếc tàu cái đội chém rồi. Thiệt tình. Tàu cá đẹp ghê trời, chút làm về nha. Hãm hứa cho mà. À, quá đẹp rồi. Ôi, còn xước nè. Họ làm ẩu quá ẩu rồi. Ghê chưa? Đầu xước chỗ nào? Nè. Khứa. Trời ơi. Quay cái mặt luôn. Nhìn công nè anh em. Nhìn công nhìn kinh thế. Rồi, xong luôn. Ờ, nguyên cái dạng cabin kìa. Cậu sáu chim nha. Quá ghê. Ủa, cái mấy cây này sao cái chân gì mà thấy không tới chừng vậy? Chừng nào? Té. Không tới đâu. Không tới dưới đây. Cái này xài khô ta mà. Ủa? Vậy luôn. Cabin này nha anh em. Xài khô. 6 chân. Chưa xuống. Còn dính kìa, cầm thằng khô coi. Trời ơi. Ai nhức nách luôn. Lấy búa gõ vô. Nhức nách luôn. Ghê. Biển gì đặc kìa trời. Ê, chân dịch kìa. Bự ghê trời. Con tập 8 năm rồi. Chúc cái lấy cái nhịch đó, làm cái móc chèo phá được đó. Con tập 8 năm mà. Tập 8 năm luôn. Thấy không, đúng 3 game rồi để vô. Sàn bằng phơm luôn á, chịu quá. Sàn bằng cây. Nè, phơm nè. Phơm là ở trên thôi. Nó thơm là thơm đi. Ghê chưa? Trắng ngọc dinh nè. Nè, vậy nè. Vậy người ta nói là bơ lường nè. Bơ lường là vậy nè. Đó, vậy đó, bơ lường đó. Thấy ghê. Cậu này ra ngoài trước á. Cậu này em thấy ra trước có nhiều. Cậu nhìn cái góc. Tại quá ghê. Chiếc thì nó sao mình tới nè. Lấy cao nó nè. Chiếc nó khác. Rồi làm kiếm này người ta vô đường nào? Không có vô. Vô bằng hành tính hay vậy? Không có cửa gì vô hết trơn hết. Trong Doraemon nó nhập xuyên thấu. Tại chúng... vì đi đến bên Mã Lai bị công an nó bắn dữ lắm. Chống luôn. Hoặc điện thoại vô đó không ta? Cậu bất
tìm điện thoại bỏ vô trọng nè, nó gáy rút trọng luôn á. Ghê vậy. Ôi kinh chưa, kinh chưa, nãy giờ mới thấy nhân vật này à. Ủa em quay chưa? Quay rồi mà. Rồi mắt anh chứ quay. À nhìn lực lưỡng không? Lên ngồi quay. Rồi báo nữa. Lại đứng coi cho nó biết, cho anh em biết nó bự cỡ nào vậy. Lại đứng làm người mẫu ai? Đó. Đó, ghê chưa? Ghê ghê ghê. Đó. Thôi ghê. Quá tỉ cái này cái có cảm, hình như em có cảm thấy nó hơi dài vậy anh. Đúng tỷ lệ đó. Đúng không nghe. Nó vừa cấm nhẹ luôn. Quá trưởng. Máy gì dám mơ đâm thẳng máy vừa luôn. Bầu kỳ nhìn đã không? Bầu kỳ với bầu kỳ xà lan như ba. Cảm khác chứ. Nhìn giống một cây xà lan vậy. Đuôi nhỏ đứt to chứ. Mẹ thông nước giữ chợ luôn, thông nước mà đứt to. Chứ vậy, giống bọ cây xà lan nó còn không chịu. Là hình lá bồ đề. Lá bồ đề. Quá ghê. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. 19 kg rồi hả? 19 kg rồi đó. Trời, cái vỏ không, cái cabin sàn con với cái cổng mà 8 kg trời. Nhìn kinh vậy. Hồi nãy, ừ đúng rồi. Cái cabin này 9 kg hả? Không, cái cabin sàn khô với cẩu luôn. À. Cái nhỏ không là có 12 kg đó. Kinh vậy ta? Vậy là nếu mà 7 kg rồi. Cái sàn này mua đó hả? Gì? Sàn này mua đó hả? Anh làm biến đồng quá. Mua bên nào làm hàng cái gớm trời. Đó, bốc hốt đi. Nè, để vô hàng lỗ không nè. Đồ mỏng mà. Đồ chấm bon được rồi. Vậy luôn. Ok, 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 ok. Cái mặt giật áo đeo gen gắn đường thôi. Cái gì? Mặt giật này nè. Cái mặt tao bố mà đòi gắn. Không, gen nó cũng bự nha. Kiếm mà rồi, của thằng xin đeo qua như có thể vừa luôn á. Còn chiếc nào chạy được không thầy? Có, như đó gắn được chạy rồi đó. Tao kéo hả? Ừ. Con giả máy đem qua bên đây nè, coi nó có cái nó đụng bugi rồi mẹ. Bugi nữa hả? Ừ. Cao hơn. Mãi bugi xuống miếng. Xuống miếng, còn hay hạ cái tông xuống. Cũng được. Vậy luôn. Còn mấy hạ công xuống miếng. Hạ công đứng rồi tính hạ công luôn chứ bộ. Bột kênh hả? Nửa lớp bô bên trái em bảy. Trời ơi. Ở đây một cái nữa trời. Thì dịch thao nặng thấy ghê trời. Đi lâu á. 1 ký hả? Đi đúng rồi. Mua 750 nhiêu? 950 bán được 75 ngàn. Rồi. Nặng kinh vậy, cái này nhiêu hả? 950 hả? Ừ. Kinh vậy. Cái này nhẹ hơn nè. Bây giờ là 19 ký để lên thử coi là. Đó, xuống 1 ký rồi đó. Để cái kia lên ơi. Hàng gì thấy có 19 kg à. Nó quay lại cũng 19 kg luôn đó. Để cái đó lên 1 kg rồi. Quầy rồi, nó chưa được 20 kg kìa. 9 gram, 900 gram gần kg luôn đó. Ôi, vậy nó 1 kg. Trời trả giá đó. Này mài được không anh? Không. Vậy quá. Mẻ rồi nè. Xả hơi lại được. Cái đó không đủ khó đổ quá, không vô nổi. Đăng kiểm không tái không? Ta mấy cái này sao ta không làm khuôn cho dày mẻ đi rồi ta mài lại. Gì? Ta làm khuôn cho dày á rồi. Kiểu như là bị bọt. Mấy nặng hay ghê. Này đấy cái mấy thằng bên 3D. Mấy cái hàng bự vậy rồi ta xài cho ta lên chốt lô quát được rồi chứ làm chó không im. Chốt lô quát móc này cho móc nổi. Gì vậy? Khoan nó móc kéo xài được mà. Nặng lắm, nặng lắm, nặng lắm. À, nhìn cái này hầm khó thiệt chứ. Ghê. Nguyễn nhận công quá trời luôn. Chiếc này ai mua bán luôn nha anh em. 3 triệu lên nhà anh Thanh nói chuyện. Tàu kéo hả? Tàu kéo bán nhiều. Có
200 ngàn là thứ nhất. 3 triệu đi em ôm về luôn. Cái vỏ đó hả? Hết luôn. Giỡn trời, đang nghiêm túc đi anh á. Tao kéo gì 3 triệu không phải bán vậy trời. Chiếc quê đâu mà. Nó thiệt chứ cái chiếc này mà cho em hả em lấy luôn á. Lấy gì làm gì vậy? Lấy về chơi chứ làm gì? Quá trưởng, lượng xi măng hả? Đây lấy cái búa nè.